Chỉ mới tuần trước, Intel chính thức tuyên bố bổ nhiệm cựu thành viên hội đồng quản trị Trần Lập Vũ đảm nhiệm vị trí CEO, thay thế Pat Gensinger, người vừa bị hội đồng quản trị sa thải. Quyết định bổ nhiệm này có hiệu lực từ ngày 18 tháng 3. Theo tài liệu được công bố, nếu Trần Lập Vũ đạt được các mục tiêu đề ra trong những năm tới, tổng mức lương của ông có thể lên đến 70 triệu đô la Mỹ. Ngoài ra ông cũng cam kết sẽ tự bỏ tiền túi mua 25 triệu đô la Mỹ cổ phiếu Intel trong vòng 30 ngày sau khi nhậm chức để thể hiện tinh thần vinh cùng vinh, bại cùng bại. Và đúng như vậy, ngay sau khi Trần Lập Vũ trở lại, chỉ trong vài ngày, giá cổ phiếu Intel đã tăng vọt 30%, thị trường tỏ ra vô cùng lạc quan về vị CEO gốc Hoa đầu tiên trong lịch sử của Intel. Vậy Trần Lập Vũ là ai? Ngoài việc có gương mặt châu Á, ông khác gì so với cựu CEO Pat singer về chiến lược và định hướng phát triển? Quan trọng hơn, liệu ông có thể thực sự cứu vãn một In theo đang đầy dễ vấn đề hay không? Hôm nay, chúng ta sẽ cùng thảo luận về chủ đề thú vị này. Trần Lập Vũ sinh năm 1959 trong một gia đình người Hoa tại Malaysia và lớn lên ở Singapore. Ông sở hữu bằng cử nhân vật lý của Đại học Công nghệ Nanyang, tiếp tục theo học thạc sĩ kỹ thuật hạt nhân tại MIT và sau đó lấy bằng MBA tại Đại học San Francisco. Sau khi tốt nghiệp, ông nhanh chóng bước chân vào ngành công nghệ. Năm 1987, khi mới 28 tuổi, Trần Lập Vũ một mình khởi nghiệp tại thung lũng Silicon với 3 triệu đô la Mỹ vốn ban đầu, thành lập Wondon International, một công ty đầu tư mạo hiểm danh tiếng, chuyên tập trung vào lĩnh vực bán dẫn vào công nghệ. Dưới sự lãnh đạo của ông, Walden International đã thành công đầu tư vào nhiều gã khổng lồ trong ngành, bao gồm SMIC Trung Quốc, TSMC Đài Loan, Qualcomm, NVDA, DJI, uất, cùng hàng loạt công ty công nghệ khác trong số hơn 200 công ty công nghệ mà ông từng đầu tư. riêng mảng bán dẫn đã bao gồm những cái tên nổi bật như SMIC, TSMC và Silicon Motion. Nhờ những thành tích xuất sắc trong lĩnh vực đầu tư bán dẫn, ông được Wall Street Journal gọi là cha đỡ đầu của giới đầu tư chip. Năm 2022, Trần Lập Vũ đã giành được giải thưởng Giá bắt Enosi, tức mệnh danh là giải Oscar của ngành bán dẫn. Ông trở thành người gốc hoa thứ hai nhận được vinh dự này sau Trương Trung Mưu. Điều này càng khẳng định vị thế không thể tranh cái của ông trong ngành công nghiệp bán dẫn. Trong một cuộc phỏng vấn, Trần Lập Vũ thẳng thắn nhấn mạnh rằng bán dẫn là nền tảng của ngành công nghệ. Đầu tư vào bán dẫn chính là đầu tư vào tương lai. Ông cũng có mối liên hệ sâu sắc. Với sự phát triển và chỗ dậy của ngành bán dẫn châu Á, Wondam International không chỉ là một trong những nhà đầu tư đầu tiên của TSMC mà còn là một trong những người ủng hộ mạnh mẽ mô hình gia công chip của họ từ những ngày đầu. Vào những năm 2000, Trần Lập Vu đã dẫn đầu khoản đầu tư vào Edmix, thậm chí từng trực tiếp giữ vị trí trong hội đồng quản trị của Edmix, tham gia sâu vào các quyết sách chiến lược của công ty. Có thể nói, sau hơn 30 năm hoạt động trong ngành bán dẫn, ông đã chứng minh một điều, một nhà đầu tư giỏi trong ngành bán dẫn thì phải hiểu công nghệ, nếu không chỉ có thất bại. Xuất thân từ chuyên ngành kỹ thuật hạt nhân tại MIT, trần lập vũ luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của kỹ thuật và công nghệ trong việc đầu tư và vận hành doanh nghiệp xét về kinh nghiệm và bề dày thành tích ông là nhà đầu tư bán dẫn lão luyện nhất thế giới hiện nay không có đối thủ xứng tầm nhiều ý kiến trên mạng đặt câu hỏi, liệu một nhà đầu tư như Trần Lập Vũ có đủ năng lực điều hành một tập đoàn lớn như Intel hay không? Thực tế, điều này hoàn toàn không đáng lo. Bằng chứng rõ ràng nhất chính là câu chuyện Kedar năm 2009, khi đó, ông cũng được triệu hồi để giải cứu một công ty sắp sụp đổ, và tình hình của Kedar lúc ấy có rất nhiều điểm tương đồng với Intel hiện nay. Vào tháng 3 năm 2009, Trần Lập Vũ gia nhập hội đồng quản trị Kê Đân, một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực Eder. Lúc bấy giờ, Kê Đân rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng do mở rộng quá mức và quản lý sản phẩm kém, doanh thu sụt giảm nặng nề, cổ phiếu lao dốc 90% từ đỉnh, công ty đứng bên bờ vực phá sản, đối thủ Sinopsit và Mentor Graphics thống trị thị trường, khiến Kê Đân mất dần khách hàng. Đứng trước tình thế hiểm nghèo, Trần Lập Vũ đã trực tiếp gặp gỡ các khách hàng lớn, thực hiện hai chiến lược quan trọng, ra mắt giải pháp ID trên nền tảng đám mây, cho phép khách hàng trả tiền theo nhu cầu, giúp giảm chi phí và tăng tính linh hoạt, thâu tóm ra ký tích, giúp gia tốc mô phỏng bằng GPU nhanh hơn 10 lần, giải quyết bài toán lớn của khách hàng trong việc thiết kế và thử nghiệm chip. Ngoài ra, nhờ mối quan hệ sâu rộng trong ngành, ông đã thắt chặt hợp tác với TSMC, đảm bảo các công cụ y được luôn tương thích với tiến trình sản xuất chip tiên tiến nhất, hợp tác sâu với Qualcomm, NVDA và các công ty Fabrics khác, xây dựng hệ sinh thái thiết kế sản xuất khép kín. Kết quả là, doanh thu kê tăng từ 850 triệu đô la Mỹ năm 2009 lên 2,98 tỷ đô la Mỹ năm 2021, lợi nhuận hoạt động tăng từ 10% lên 34%, giá cổ phiếu tăng hơn 32 lần. Từ những gì ông đã làm với kê có thể thấy Trần Lập Vũ thực sự là một ứng viên sáng giá cho vị trí CEO của Intel. Không ít bài viết trên mạng đang tưởng tượng rằng ông sẽ giải cứu Intel, đặc biệt là tái thiết bộ phận sản xuất chip. Tuy nhiên, thay vì chỉ phỏng đoán, hãy xem xét kỹ hơn sự khác biệt giữa Trần Lập Vũ và Pat Hyun để hiểu rõ về định hướng mà ông có thể mang đến cho Intel. Một điểm ít người biết là Trần Lập Vũ đã gia nhập hội đồng quản trị Intel từ năm 2022. Ông không phải người ngoài cuộc mà đã trực tiếp giám sát quá trình cải tổ mạng sản xuất chip của Intel trong suốt thời gian đó. Tuy nhiên, vào tháng 8 năm 2024, ông đột một từ chức khỏi hội đồng quản trị Intel, lý do mâu thuẫn chiến lược sâu sắc với cựu CEO Pat Gelsinger. Một số nguồn tin tiết lộ rằng Trần Lập Vũ muốn Intel cắt giảm mạnh nhân sự và tập trung vào các mảng kinh doanh cốt lõi, trong khi Gelsinger vẫn kiên trì với chiến lược IDM 2.0, vốn thiên về cải tổ dần dần, thay vì cắt giảm quyết liệt. Ngoài ra, Trần Lập Vũ tỏ ra không hài lòng với bộ máy quan liêu và văn hóa thiếu đổi mới của Intel trong nhiều cuộc phỏng vấn, ông đã không ít lần bày tỏ sự bất mãn về điều này. Sau khi nghiên cứu kỹ các bài phát biểu của Trần Lập Vũ trong hai năm qua, có thể thấy ông có một tư duy chiến lược rất rõ ràng, một sừng đúc chip muốn thành công thì không được cạnh tranh trực tiếp với khách hàng của mình. Ông là người ủng hộ mạnh mẽ mô hình Fabric cộng Fauzi tức là phân tách rõ ràng giữa thiết kế chip và sản xuất chip, thay vì giữ mô hình IDM truyền thống, tự thiết kế, tự sản xuất. Nhìn lại lịch sử, chúng ta có thể thấy chiến lược đầu tư của ông hoàn toàn nhất quán, hỗ trợ TSMC từ những ngày đầu, giúp công ty này phát triển thành xưởng đúc chip hàng đầu thế giới, đầu tư vào SMIC, giúp Trung Quốc xây dựng năng lực sản xuất chip, hợp tác sâu với Qualcomm, AMD và các công ty fabless khác, thúc đẩy hệ sinh thái bán dẫn toàn cầu. Có thể nói, ông hiểu rõ tầm quan trọng của sự phân công trong chuỗi giá trị bán dẫn hơn bất kỳ ai khác và điều này cũng lý giải tại sao ông từ chức khỏi hội đồng quản trị Intel vào năm 2024. Rõ ràng, ông không đồng tình với cách mà Singer đang điều hành Intel. Có một giả thuyết đáng suy ngẫm, Trần Lập Vũ không phải được chọn để cứu bộ phận sản xuất chip của Intel mà có thể là để tách nó ra. Nhiều người kỳ vọng ông sẽ cải tổ dây chuyển sản xuất của Intel để cạnh tranh với TSMC. Nhưng nếu xét theo quan điểm của ông về chuỗi cung ứng bán dẫn, rất có thể ông sẽ là người dẫn đầu quá trình tách bộ phận phao di của Intel thành một thực thể độc lập. Bên cạnh khả năng quản trị, Trần Lập Vũ có tư duy rất tiến bộ về công nghệ, đặc biệt là trong lĩnh vực AI và tự động hóa có thể điều này xuất phát từ kinh nghiệm làm CEO của Kaden, công ty chuyên về phần mềm thiết kế chip. Các công ty Eder luôn phải đi trước ngành sản xuất chip nhiều năm, vì công cụ thiết kế phải hỗ trợ những tiến trình sản xuất tiên tiến nhất trong tương lai. Do đó, tư duy của ông thiên về sáng tạo, đột phá và có phần đi trước thời đại hơn so với các lãnh đạo tuần về sản xuất như Pat Henninger. Dù thành công của ông tại Kaden là không thể phủ nhận, chúng ta vẫn cần nhìn nhận một cách thực tế. Kaden là công ty phần mềm, Intel là công ty bán dẫn, mô hình kinh doanh, quy mô tài chính và cấu trúc vận hành khác nhau hoàn toàn kê không phải là một công ty sản xuất intel thì có cải tổ một công ty phần mềm dễ dàng hơn rất nhiều so với cải tổ một tập đoàn bán dẫn khổng lồ với hàng chục nhà máy trên toàn cầu Thị trường Inner có ít đối thủ, còn Fauzi thì cạnh tranh khốc liệt. Khi kê đơn hồi sinh, công ty chỉ cần cạnh tranh với Synopsys và Mentor Graphics, còn Intel thì phải đối đầu với TSMC, Samsung, Global Fauzi và hàng loạt đối thủ khác. Do đó, dù Trần Lập Vũ có năng lực, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc ông sẽ chắc chắn thành công tại Intel. Với tư duy chiến lược sắc bén, tầm nhìn về hệ sinh thái bán dẫn và kinh nghiệm phục hồi doanh nghiệp, Trần Lập Vũ chắc chắn là một trong những CEO thú vị nhất mà Intel từng có. Tuy nhiên, việc điều hành Intel là một thử thách hoàn toàn khác. So với những gì ông từng làm trước đây, ông có dám tách mảng phao di của Intel, ông có thể sai chuyển bộ máy quan liêu và văn hóa chậm đổi mới của Intel, ông có thể giúp Intel trở lại cuộc đua với TSMC và Samsung. Câu trả lời sẽ dần lộ diện trong những tháng tới. Còn hiện tại, chúng ta có thể vừa kỳ vọng, nhưng cũng nên giữ một chút thận trọng. Là những người theo dõi sự kiện, chúng ta có thể mạnh dạn đưa ra một số dự đoán về những cải cách mà Trần Lập Vũ có thể thực hiện tại Intel. Thực tế, nếu ông thực sự muốn cứu Intel, thì không có quá nhiều lựa chọn khả thi. Tôi có thể nghĩ ra ba hướng đi chính. Nhưng trước tiên, hãy loại trừ một kịch bản gần như chắc chắn thất bại. IDM 2.0, con đường không có lối thoát. Nếu Trần Lập vụ tiếp tục chiến lược IDM 2.0 của Pat Singer thì có thể coi như Intel đã đi vào ngõ cụt. Từ năm 2022 đến năm 2024, Intel đã lỗ tổng cộng 256 tỷ đô la Mỹ, ngay cả khi tiến trình Intel 18 mây được sản xuất hàng loạt và có được một số khách hàng lớn, thì trong kịch bản lạc quan nhất, Intel cũng phải chờ đến năm 2030 mới có thể đạt điểm hòa vốn. Đây là giả định trong điều kiện lý tưởng, tức là mọi thứ diễn ra đúng kế hoạch và không có bất kỳ biến cố lớn nào. Hơn nữa, Trần Lập Phu đã nhiều lần công khai, bày tỏ sự hoài nghi về chiến lược mở rộng sản xuất của Intel. Việc ông từ chức khỏi hội đồng quản trị Intel vào năm 2024 cũng phần nào phản ánh rằng ông không đồng tình với việc tiếp tục đổ tiền vào các nhà máy sản xuất thua lỗ. Vì vậy, mặc dù Intel có thể không từ bỏ hoàn toàn mô hình IDM ngay lập tức, nhưng rất có thể họ sẽ chuyển hướng sang một chiến lược giống AMD, tách mảng sản xuất ra khỏi công ty mẹ. Một kịch bản hợp lý hơn là Intel sẽ chuyển dần sang mô hình pha bờ lịch cộng phao tương tự cách AMD đã tách Global phao vào năm 2009. Cụ thể, chia tách một phần mảng sản xuất của Intel, giảm gánh nặng chi phí cho công ty mẹ, tập trung vào nghiên cứu tiến trình tiên tiến và cung cấp dịch vụ tùy chỉnh theo nhu cầu của khách hàng, hợp tác chặt chẽ hơn với các xưởng đúc bên ngoài như TSMC và Samsung thay vì chỉ dựa vào năng lực sản xuất nội bộ. Lợi thế của Trần Lập Vũ so với Pat singer chính là mạng lưới quan hệ trong ngành bán dẫn, thời còn làm ở kê Đân, ông đã có quan hệ lâu dài với cả tsmc và Samsung, ông có khả năng kết nối in theo với hệ sinh thái bán dẫn toàn cầu, giúp công ty tối ưu hóa chuỗi cung ứng và giảm gánh nặng từ các nhà máy sản xuất. Nếu ông thực sự muốn giảm bớt áp lực tài chính và tăng tính linh hoạt cho Intel, đây sẽ là một hướng đi rất đáng cân nhắc. Sau khi xem xét kỹ lưỡng tình hình hiện tại của Intel, có thể thấy Trần Lập Vũ chỉ có một số ít lựa chọn khả thi nếu muốn thay đổi cục diện của công ty. Một, cắt giảm nhân sự quy mô lớn. Một trong những biện pháp khả thi nhất chính là tiến hành sa thải quy mô lớn. Khi còn trong hội đồng quản trị Intel, Trần Lập Vũ từng đề xuất cắt giảm tới 30.000 nhân viên. Tuy nhiên, do lo ngại sự bất ổn nội bộ, hội đồng quản trị và Park Hyun chỉ thông qua kế hoạch sa thải 15.000 người. Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân dẫn đến việc Trần Lập Vũ rời khỏi hội đồng quản trị vào năm 2024. Trong một cuộc phỏng vấn, ông thẳng thắn chỉ ra vấn đề hiệu suất thấp của Intel, xuất phát từ bộ máy quản lý công kềnh với quá nhiều nhân sự trung gian không đóng góp trực tiếp vào kỹ thuật và đổi mới công nghệ. Ông từng áp dụng biện pháp này tại Kê Đơn và đã thành công, giúp công ty tăng lợi nhuận ngay trong giai đoạn tái cấu trúc. Nếu Intel học hỏi mô hình này, có thể sẽ cải thiện đáng kể hiệu suất hoạt động. Tuy nhiên, các giảm nhân sự quy mô lớn cũng tiềm ẩn rủi ro, Parkinsinger đã mất đi sự tín nhiệm của nhân viên do xử lý không tốt vấn đề nội bộ, Trần Lập Vũ có làm tốt hơn không? Điều này vẫn còn là một dấu hỏi lớn. Hai, đẩy mạnh AI và GPU để giành lại thị phần, trong những tháng gần đây, Trần Lập Vũ nhiều lần công khai chỉ trích sự chậm trễ của Intel trong lĩnh vực AI. Ông nhấn mạnh Intel cần tập trung cải thiện hệ sinh thái AI, thay vì chỉ dựa vào mô hình cũ, có một quan niệm sai lầm rằng Intel yếu thế trong lĩnh vực GPU, nhưng thực tế không hẳn như vậy, Intel vẫn có tiềm năng cạnh tranh trong AI nhờ vào kiến trúc tính toán dị thể, công nghệ đóng gói phô v dầu 3D, dòng chip cao đi thế hệ tiếp theo. Bộ phận phát triển sản phẩm của Intel vẫn có năng lực chiến đấu và AI có thể là bàn đạp để Intel lật ngược tình thế. Ba, Tách rời mảng sản xuất, hợp tác với TSMC và Quân Qualcomm, cuối cùng có một khả năng ngày càng trở nên rõ ràng intel có thể sẽ tách rời mảng sản xuất và hợp tác với các công ty bên ngoài có thể sẽ hình thành một liên minh mới với TSMC, Qualcomm và các công ty khác để tập trung vào thiết kế chip và kiến trúc, hoặc đơn giản hơn, Intel có thể đẩy mạng sản xuất cho chính phủ Mỹ để tập trung vào lĩnh vực cốt lõi. Việc tách mạng sản xuất gần như là xu hướng tất yếu và câu hỏi đặt ra là TSMC có sẵn sàng tiếp nhận vai trò này không? Dù chưa thể khẳng định ông sẽ thành công, nhưng với tình hình hiện tại, Trần Lập Vũ vẫn là lựa chọn tốt nhất mà Intel có thể có. Tái tập trung vào thiết kế và nghiên cứu kiến trúc, tạo dựng liên minh chiến lược với TSMC, Qualcomm, NVDA, Xem xét tách rời mảng sản xuất để giảm áp lực tài chính, tương lai của In theo sẽ ra sao? Hãy cùng chờ xem. Nếu bạn có ý kiến khác, hãy để lại bình luận bên dưới. Mình là Tùng Dũ, đừng quên nhấn theo dõi để cùng khám phá những câu chuyện công nghệ hay ho và độc đáo nhé.